Video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, chào mọi người, mình là Sim đây, anh nha. Mình là Kyron đây. Mình là Zigo đây. Chào mọi mình là Mr. Vì đẹp trai nhất là Hello Team đây. Các bạn hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh của dù thế gian ảnh. Mình là Sam. Woo. Và mình là Cá Mui nè. Còn người cuối cùng. Và mình là Mimi nè. Đấy, ok thôi, chào mọi người, tụi mình là Hero Team. Yes, woo. Hay quá. Ok các bạn, như các bạn đọc tiêu đề thì hôm nay mình sẽ chơi trò đèn xanh đèn đỏ của trò chơi con mực. Nhưng hôm nay là một phong cách khác, đó chính là quanh chân là chị búp bê. Đấy, ok các bạn, những bạn đầu tiên đề thì hôm nay mình chính là sẽ gọi là trở thành chị búp bê để làm quảng trò trong trò chơi này. Đấy, ok. Rồi tất cả. Chị là quảng trò không sợ. Ủa là sao anh? Em chơi gà hả? Không biết, chị là quảng trò, Sim hay bắt cây con lắm. Trời ơi, không có nha. Rồi, ok, bây giờ tất cả mọi người hãy trở về vị trí ban đầu. Ok. Để chúng ta bắt đầu trò chơi. Rồi, mọi người về đi. Ok các bạn, để các bạn coi vậy hôm nay tôi sẽ bắt được ai nha mọi người. Đấy. Ok mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chơi. Trời ơi, lần đầu làm chị quán trò mà kẻ mắt hơi sắc. Mọi người thông cảm, Ủa gì vậy? Ủa sao ông cây ron với ông gọi là gì ta? Ông ron nhìn như hai cái nhìn kỳ á. Trời đất ơi, không sao, thôi bỏ coi. Chị búp bê bị gọi là gì không ta muốn mọi người rồi. Chị búp bê, nhìn em là chị búp bê, nhìn tóc em đẹp là chị búp bê. Trời đất ơi, đây là chỗ chơi game với chợ chú hề nha. Rồi bây giờ luật chơi cũng rất là quen thuộc rồi. Đèn đỏ thì các ngươi sẽ dần, đèn xanh là mọi người sẽ đi. Đấy, ok, chuẩn bị nè. Đèn xanh, đó. À, sao đây chơi giỏi gì ta? Trời ơi, bạn tóc hồng chưa tới hả? Bibi chưa tới hả? Còn nhiều người chưa đi lắm chị. Cái bạn đầu xanh hương ai chưa đi kìa chị. Ok. Đèn xanh đó. Bạn tóc xanh hồi nãy chị vừa thấy em đứng nè. Ủa, em đi đâu vậy em? Ok, Phong Cận, biết Phong. Trời ơi, chưa kịp làm gì. Rồi, ok. Mà sao trong này sao tôi cảm giác cái phòng này toàn chú hề và mọi người thì mập như vậy là mập như con heo, người thì ốm như vậy là cái que. Trời alo. Trời đất ơi, rồi tiếp tục nè. Đèn. À, bạn tóc vàng ơi, em làm gì vậy em? Bạn tóc vàng ơi. Bạn tóc vàng lỗi. 1 phút quảng cáo. Chào mừng các bạn đến với shop Hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều đồ chơi liên quan tới Minecraft, Roblox và còn nhiều đồ chơi cute khác nữa. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc, còn chân chơi gì nữa mà không truy cập ngay tại shop Hero.vn để mang cả thế giới đồ chơi về ngôi nhà của bạn nha. Anh nha. Trời ơi. Các bạn biết sao mình có một quyền năng rất đặc biệt, nếu mình cầm cái kiếm này lên, mình chỉ tên ai người đó sẽ là biến mất luôn mọi người. Đấy, ok. Đèn xanh đó. Trời ơi, dữ ta. Sao ai chơi cũng ghê dữ rồi, trời ghê quá. Trời ơi, chị búp bê kiểu này chắc gọi là sốc quá mọi người. Ok, đèn đó. Ủa, em tóc xanh. À, em tóc ốc tóc trắng, em cũng muốn nói gì không em? Alo. Trời ơi, em muốn làm gì đâu chị ơi. Ok, em tóc trắng, biến mất. Trời ơi, mình quyền lực có mọi người ơi. Tôi biết mà, tôi biết cái trò này rồi. Rồi, ok, đèn đó. Không, rồi. Ok, em tóc hai màu biến mất. Trời ơi, thích cái trò này quá mọi người ơi. Ok. Đèn xanh. Đó. Cái gì vậy? Ủa, em tôi chưa kịp nói gì cho mọi người tự nhiên đi à. Rồi ok, tiếp tục nè. Đèn xa đó. Chà, ghê gì ta. Ghê vậy ta. Thằng tóc xanh kia nó leo lên kìa, chị không thấy bất thường hả? Ủa, thằng nào?
tao chỉ chưa thấy tao chết rồi. Trời, mắc gì léo mấy em, không sao không sao lắm. Cái thằng mừng mà chinh mày tí hả? Bà bắp trắng nha, chị chưa cam được em đừng có đi nghe em. Đèn chị xanh chơi, kiểu gì chị chơi, chị. Đèn đó. Wow, chạy ta. Làm sao ta mà bắt được em được chị ơi. Ê, mà mình để là cái bé tóc cam này chơi giỏi giữa ta, lại chị bắt không có được này, tóc ghê á. Rồi, đèn xanh đó. Chúa cha, sao chơi giỏi gì ta? Trời ơi, giỏi gì vậy? Trời ơi, làm chị Út Bê sợ mọi người. Chị Út Bê gọi là muốn gọi là cho mấy bé biến mất mà không được nè. Rồi, bè đèn... Cái bàn trước em, cái che mà em không nhìn được chị ơi. Oh my god, đèn đó. À, tóc trắng ơi. Trời ơi, đây sân chơi của chị em, chị thích em. Trời ơi, em đi đâu chị? Mua mà di chuyển nè chị. Trời ơi, trời ơi, sao thấy đâu? Chị không có thấy em ơi, cái bạn tóc trắng che rồi. Trời, tức ghê, chị bạn tóc trắng che rồi. Trời đất ơi. Đèn xanh đó. À, trời ơi, không kịp đâu chị ơi. Không kịp thật, không kịp thật mọi người, ghê dữ. Người ta lại lên thêm lần cuối rồi. Đèn đó. Rồi, biết một rồi. Chơi được hai lần đâu chị ơi. Rồi, để coi. Đèn đó. Ủa, ghê ta. Gì vậy chị? Rồi, đèn xanh đó. Chị ơi, đi kiếm con đứa nào mà cho em bị chậm ấy chị. Em không di chuyển được. Ủa ai vậy em? Ủa, chị không biết em thôi. Trời ơi, chị đứng đây chị không biết em. Trời đất ơi. Kiểu à. Bạn tóc trắng đừng có tự bằng chỉnh nhỏ là gì ta, tôi không thấy nha. Tôi thấy nha. Trời đất ơi. Bạn chị có đâu làm gì. Bây giờ chị cho em 3 giây em gọi là chuyển lại bình thường không, chị sẽ cho em biến mất nè. 3. Dạ, không có làm gì đâu. 2. 1. Biến mất. No, em đây nè. Trời. Dữ vậy? Rồi ok. Một khoa em ơi, em không mặc đồ đồng phục em ạ. Ông mặc đồ đồng phục đi loại chị ơi. Biến mất nè. Mà không mặc đồ đây game của tôi mà ai phải lục là tôi cho biến mất hết. Tôi lấy gọi là cái dép tôi ném cái mặt hết. Nãy giờ em thấy chị dìm em lắm rồi nha. À, hôm nay em nghe bảo sinh nhật em phải. Trời ơi. Đèn xanh đó. Trời ơi. Ủa, em không chịu chịu rồi. Đây chị cho em cái này. Đây. Cái này người ta gọi là nghiệp của chị bị chuột rút á. Đây. Cái này người ta gọi là nghiệp của cho nên là bị chuột rút á chị. Trời gì dữ vậy? Ai ác vậy? Em ác với tóc cam vậy? Chị ơi, có cái con gì nó phóng tới đây luôn chị. Em thấy nhanh ghê. Cái bạn kia bị nó chạy lên trước kìa chị ơi. Đúng là sốc con. Từ từ, chị có thấy em không? Chị có thấy em không? Quan trọng là chị có thấy em không? Nhưng mà quan trọng chị đó chưa lập hiệu lệnh mà giống chị. Chết. Ôi bạn ơi, người ta có thấy chị búp bê có thấy tôi đâu mà bạn đi kia bạn không? Chưa có đẹp sẵn bạn đi. Em ơi. Em tóc cam ơi, đây sân của chị ok em. Ok em. Trời ơi, sân là luật của chị. Đúng rồi, yeah. Trời đất ơi, quỷ sự. Đèn xa đó. Ủa ai vậy? Chưa thấy chị búp bê chưa thấy. Chị búp bê chưa thấy. Đèn xa đó. Chà, tao thấy số người chơi 999 1126 chơi hơi bị ghé nha. Trời ơi chị. Chị nhiều rồi, đi ghê quá. Em chơi trò này rồi. Rồi ok. Đèn xanh đó. Trời ơi, sao chưa thấy ta? Ủa, hình như hồi nãy có ai di chuyển lắm mọi người. Trời ơi, nếu mà nào thấy ai di chuyển là những người chị lên chậm quá rồi. Ủa thế à? Rồi, biết gì đâu. Rồi, đèn đó. Trời ơi, nhiều quên. Lè, em nói gì cơ? Dạ em nói gì chị đó. Ôi. Đây chị cơ. Ôi, mấy em tiếp tục nha mấy em. Đừng có để cái đôi tóc đỏ đấy. Trời ơi, quỷ à. Đèn xa đó. Ôi, gắt. Thì giờ gắt rồi.
Em tóc trắng em làm gì vậy em? Cái gì vậy ta? Cái gì vậy? Ủa chị chứ làm gì chơi luôn em? Trời đất ơi, sân chơi của tôi mà má tóc trắng nó tưởng là má là sân chơi không mọi người? Đèn xanh xanh xanh. Đó. À, tóc vàng ơi. Ủa tóc vàng gì vậy? Đúng vậy mà trời. Chị thấy em di chuyển. Em thấy làm sao được? Đằng sau lưng anh đó. Nói chung là cũng rất là xui cho gọi là gì ta, anh tóc vàng. Thực sự mình thấy bạn tóc xanh này di chuyển, nhưng mà do bạn tóc vàng che bạn tóc xanh rồi nên bạn tóc xanh được sống. Đúng hơn luôn mọi người. Ủa em ơi, đi đâu vậy em? Tóc vàng ơi. Hả? Ủa sao vậy em? Vậy coi nuôi cá trời ơi, giỏi rồi. Giỏi đúng không? Giỏi không? Giỏi không em? Em ơi. Em ơi. Nghỉ ra luôn. Vô chơi. Trời đất ơi. Không chơi. Gì không chơi vậy? Gì? Ok em. Đấy. Rồi. Rồi em có chơi không em? Đấy. Có chơi không em? Giờ đào hũ chôn nè. Trời đất ơi, ok thôi, có vẻ tiếp tục đi thôi, chị. Trời đất ơi, khổ. Tình huống tụi em nhận thôi chứ sao. À đúng rồi, ok ok rồi. Đèn xanh 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 xanh. Đó. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa vậy là bạn tóc cam thẳng nha mọi người. Ủa gì vậy? Xin cũng biệt cụ với mình nè. Không chơi. Cái này vô mặt hóa thật sự luôn. Rồi. Anh đây làm cho em chậm xong. Bây giờ làm nhanh xong rồi lại đổ cho em hack. Em cảm thấy cái vấn đề này là cực kỳ vô lý. Em cực kỳ bức xúc. Rồi ok. Thế em đứng với bạn tóc vàng ngồi kia chơi đồ đại cát đi được không? Được chưa? Em nói chị nghe là chị búp bê à. Người biết chỉnh lệnh trong đây chỉ có mỗi mình bạn tóc trắng đen hai màu thôi. Đây nãy giờ tôi đang tập trung tôi chơi, tôi làm gì tôi chỉnh lệnh vậy? Thực sự là mình cũng không biết ai mọi người cả, nhưng thôi không sao. Rồi tiếp tục nha. Có vẻ bạn tóc xanh sắp thắng rồi mọi người. Ui không được không được. Đèn đó. Không bị lờ, không bị lờ. Đèn xanh 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 đó. Ui sắp thắng rồi. Phong gì đó rồi, Phong thắng rồi. À không, nói chung là bà tóc đỏ cứ đi từ đứng trước đây làm gì cũng biết nữa. Trời ơi, cái chuẩn bị nè. Em tóc trắng nha chị, chứ tóc đỏ nha. Em tóc vàng đèn đó. Đèn xanh đó. Ồ, ghê ta. Tính ra mình thấy là ba người chơi rất là giỏi nha mọi người. Trời ơi, không bỏ quyết chị. Giết đó chị, giết đó chị. Vậy cái tính là thua không chị? Giết đó chị, giết đó. Mày đầy bắt nạt người chơi hả chị em? Trời đất ơi, tao đã bạo luật sân chơi của tôi là không được bắt nạt người chơi. Trời đất ơi, ok tiếp tục nè. Đèn xa đó. Ở này là mình qua chưa? Chưa, em biết sao em chỉ vừa quay qua chị thấy em đi. Ok à. Ok bye bye, bye em. Rồi do chỉ còn hai người chơi nữa thôi. Ê ai vậy em ơi? Ha. Ok cảm yeah. ơn. nói chung là không có giấy chơi cho mọi người. Ok tiếp tục trò chơi nè. Ha, còn hai người chơi sao ghê dữ vậy ta? Em có kiến nghị từ. Chưa biết em có kiến nghị. Rồi. Hồi nãy là em bước lên tới đây rồi. Thằng kia nó quýnh em về là chị phải cho em đứng ở đây chứ vậy thôi chị đứng em đây. Đúng rồi, nếu theo mình lần lượt. Không, chị là chơi chị bất công nha, sân chơi của chị kêu là công bằng mà chị chơi là bất công rồi. À không, em lúc nãy chị vừa bảo đèn đỏ em chạy tới em. Trời ơi. Tức là vậy nè chị, hồi nãy là em đứng ở đây nè, hiểu không? Tức là em chỉ cần giúp cái thôi. Hồi á. Chị là em bất công là em thắng rồi, nhưng mà em bị quánh ở đây chị để nó ha, quên mất.
Ồ vậy vậy là người chơi siro thắng rồi mọi người. Ok chúc mừng em, mời em đó. Trời trời, các bạn bỏ qua chị búp bê hồi nãy gọi là lú quá rồi. Mà còn hai người chơi thôi đúng không ta? Trời ơi đèn đó. À cô đẹp video à. Sammy ai sẽ là người thắng tiếp theo đây? Đèn san 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 đó. Ủa chị ơi, sao bạn tóc vàng nằm luôn rồi chị? Đâu tóc vàng? Ồ trời ơi, bà ấy đang nghỉ trưa em. Trời ơi, em kệ. Ủa khoan, ủa bạn người chơi 26 bạn đi sao bạn té mà bạn ngồi luôn vậy? Sao ngồi luôn rồi bà nói chứ bà ngồi luôn rồi. Tẹt người ta tẹt. À thất, trời đất ơi, người chơi cả tính mọi người. Ok đèn đó. Trời ai giỏi với ta. Đèn san 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 đó. Ủa ghê ta. Đèn san 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 đó. Bà qua luôn đi. Em gãi tóc hồng ơi. Xin vĩnh biệt em. Ngồi trong tư thế luôn. Trời đất ơi đúng xui luôn á mọi người. Trời ok. Ủa còn người chơi số 8 nữa sao? Ờ ghê vậy ta. Đèn san 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 san. Đó. Chưa đi nữa. Trời ơi chụp đi nữa. Đèn san 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 san. Đó. Ok tổng trời đất ơi ghê quá rồi. Ok theo như vậy là những gì tổng kết trò chơi chúng ta có 3 người thắng duy nhất. Chơi số gọi là chính là gì ta thắng đây. Ủa à người chơi số 7 thắng đi hát đấy, người chơi số 8 thắng. Có ai đó khiến em à đúng rồi là 7, 8, 9 thắng đó chị. Đúng rồi. Còn những người chơi còn lại là không về đích luôn. Ok mọi người đây. Trời đất ơi thì các bạn thấy hôm nay tôi làm quảng trò như thế nào. Trời chị bê tức ghê mọi người. Đó thì đây như kiểu đại gia đình gọi là có gì mọi người. Trời đất ơi. Rồi các bạn muốn mình cùng với hai team làm gọi là tiếp tục series gọi là trò chơi công bằng. Và các bạn muốn mình làm về trò chơi gì đó các bạn cũng đừng có bình luận phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ chị búp bê xin chào các bạn. Bye bye.